đi rất đẹp để trưng bày. Nhỏ xinh, thiết kế rất là bắt mắt. Kenwood K51 hàng xuất Mỹ tôi bán giá 2,5 triệu. Hàng bãi nguyên zin 100%. Bề ngang tầm 42 đến 43 thì nó vẫn là dài lớn. Nó lỡ đi rời, tổng quan nó làm mỏng và làm bề ngang sâu ngắn. Như rất nặng nhé, cực kỳ nặng luôn, bởi vì nó cực kỳ đặc chất luôn con đồng đi này. Cân loa, volume, đường vào âm thanh, lao lớt, bát chép đầy đủ luôn, AB. Chạy 4 con sò than, hàng xuất Mỹ, chất âm cực hay. Đánh loa bát 30-40, các bác nghe nhạc vàng nhạc trữ tình, nó phất cho được hết. 8-16 ohm, 120V đây, tem Mỹ đây, 165W điện, 120, sản xuất tại Nhật. Nước sơn sáng bóng luôn, góc cạnh quá mượt mà luôn. Tất nhiên vẫn phải có bên trước ở một vài chỗ nào đó. Các bác mua đi rẻ tiền thì chắc chắn là phải có bên trước ở chỗ nào đấy. Trừ khi các bác mua đi 10 triệu trở lên, tôi sẽ mở to để các bác cùng nghe. Đánh rất gấu luôn. Dòng Kenwood để bác đánh rất hay. Đơn giản mua những cái âm đi này là vừa tiền, hoặc ghép để phòng ngủ, nghe nhạc cực phê luôn. Nó còn âm đi thiết kế rất đẹp. Tôi kể người nghe một chuyện tâm, nửa đêm ra lặng bỗng nghe âm một tình thương trong tim. Tạo lòng đêm dài gác xuống biên thủy một cơn gió. Vâng, xin cảm ơn. 2,5 triệu ship toàn quốc qua Viettel hoặc nhà xe khách, phí vận chuyển thì vô phải chịu.